Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và chúng tôi xin được trở lại với phần 2 với lại ký giả Phạm Trần. Thưa ký giả, là khi mà chúng ta nói sửa đổi hiến pháp và sửa đổi hiến pháp để mà giữ vững vấn đề vị trí chính trị, nhưng mà vấn đề kinh tế thì như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đối phó ra sao? Vâng, cái vấn đề kinh tế nó cũng rất khôi hài, là bởi vì không có thay đổi gì cả. Nguyên văn cái điều 55 mới mà họ sẽ thông qua đó, nó như thế này. Hiến pháp sửa đổi khẳng định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác được củng cố và phát triển. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích và phát triển. Thưa anh Nhân và thưa quý vị khán giả, cái điều khoản này nó lăng nhăng, nó lằng nhằng như thế này đó. Tựu chung lại, tập kết luận lại đó, là nhà nước phải nắm vững nền kinh tế, không để cho tư nhân điều khiển nền kinh tế. Tức là khi mà nhà nước gọi là cái nền kinh tế do nhà nước chủ quản, thì tức là cái nền kinh tế đó phải do nhà nước kiểm soát, phải do nhà nước chỉ huy. Bằng chứng cụ thể của mấy năm vừa rồi, ở trong cái cơ quan được gọi là cơ quan doanh nghiệp nhà nước hay là các tổng công ty của nhà nước, mà bằng chứng cụ thể, cái người trách nhiệm điều hành cái guồng máy kinh tế của nhà nước là ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã bị Trung ương Đảng nghiên cứu về vấn đề kỷ luật, sau khi Bộ Chính trị đã đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Tân Dũng là vì ông Nguyễn Tân Dũng đã làm hỏng nền kinh tế, đã để cho các cái cơ quan kinh tế của nhà nước tham nhũng, thối nát. Cái thành phần đó, cái điển hình cụ thể là hai cái tổng công ty Vinasin và Vinalize đã làm thua lỗ và mất tiền của người dân cả hàng ngàn ngàn tỷ bạc. Ông Nguyễn Tân Dũng đã được Đảng che giấu và cuối cùng họ phải đưa ra để cho Đảng, Trung ương Đảng kỳ họp kỳ 6 vừa rồi chấm dứt vào ngày 15 tháng 10 kỷ luật. Tiếc thay, cái ban chấp hành Trung ương Đảng đó cũng không có kỷ luật gì cả. Và ông Nguyễn Tân Dũng vào cái ngày 22 tháng 10 ra trước Quốc hội báo cáo về tình hình kinh tế và một lần nữa lại xin lỗi, lại nhận lỗi và cho rằng là bây giờ xin để làm lại tất cả. Thì cái vấn đề đặt ra là khi mà nhà nước làm chủ quản nền kinh tế, mà cái nền kinh tế đó nó đã thất bại từ trước cho đến bây giờ và nó liên tục tiếp thất bại từ xưa cho đến bây giờ. Khi nào mà nhà nước nắm trọn quyền kiểm soát kinh tế thì kinh tế tư nhân không thể phát triển được. Đấy là cái sự phản lại cái nền kinh tế tự do. Mặc dù họ vẫn nói là họ làm kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm kinh tế thị trường nhưng mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa làm gì có cái định hướng kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là nền kinh tế của tư bản, kinh tế của tự do. Các ông cộng sản đã dùng những cái chữ nghĩa này để mà che lấp cái hành động phản dân chủ, phản cái nền kinh tế tự do. Nhưng mà thật sự là các ông ấy lấy cái áo cộng sản để mặc lấy, mặc bên ngoài để che giấu cái hành động làm kinh tế để mà thủ lợi. Thật sự là cái nền kinh tế nó không có cái gì gọi là cái nền kinh tế tự do cả. Thì khi mà nhà nước chủ quản thì hoàn toàn thất bại, mà đã chứng minh thất bại rồi. Thì đấy là cái bản hiến pháp này vẫn mù mịt như thế, vẫn quanh đi quẩn lại là họ không thoát khỏi cái vòng được gọi là cái vòng kim cô để mà bao vây cái tư tưởng lạc hậu của họ ở trong cái vấn đề kinh tế đó, thưa anh. Nhưng mà có những cái mô thức về những cái kinh tế thị trường như vậy ở các nước cộng sản trên thế giới hiện nay, có nước nào áp dụng giống như Việt Nam không vậy, thưa ông? Chỉ có cái ông Việt Nam, ông ấy tự đặt ra cái chữ nghĩa này để các ông ấy lòe bịp thiên hạ, cho rằng là chúng tôi làm kinh tế tự do nhưng mà chúng tôi vẫn phải theo cái định hướng chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Tôi nói hồi đầu như hồi nãy, cái xã hội chủ nghĩa làm gì có cái định hướng kinh tế thị trường, kinh tế tự do. Kinh tế của cộng sản là kinh tế phải kiểm soát. Thì đúng thật là các ông ấy vẫn kiểm soát nền kinh tế, tức là nhà nước kinh tế, tức là cái nhà nước làm chủ quản nền kinh tế. Tức là họ mặc hai cái áo. Khi nào mà đối phó với tình hình chỉ trích của thế giới thì họ nói là chúng tôi làm kinh tế thị trường. Nhưng mà thật sự ra họ bảo đối với trong nước, đối với tình hình ở trong nước, họ vẫn nói rằng chúng tôi làm kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là họ đi theo đúng cái đường lối kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc làm kinh tế cũng thế. Trung Quốc làm kinh tế theo cái đường lối của họ. Tức là họ có cởi mở về vấn đề kinh tế, nhưng mà họ siết chặt về vấn đề chính trị. Thì đang anh Việt Nam cũng thế thôi. Tức là cái đường lối của kinh tế của Việt Nam
không có dám bỏ cái đường lối kinh tế theo, tức là từ giã cái nền cái chủ trương kinh tế của Trung Quốc để mà làm theo cái đường lối tự do dân chủ, họ vẫn chủ trương cái đường lối kinh tế này, tức là hoàn toàn một cái hết sức là mù mịt cái vấn đề đó. Và khi mà chúng ta nói tới cái sửa đổi hiến pháp của Cộng sản Việt Nam thì họ có sửa đổi những cái điều luật nào về bất động sản và quyền làm chủ của người dân trên những cái phần đất của họ không, dạ thưa? Có cái điều đó, họ sẽ thảo luận và họ đang thảo luận vấn đề đó, tức là vấn đề làm chủ đất đai, là bởi vì hiến pháp nói rõ ràng này, đất đai thuộc về toàn dân. Thế nhưng mà mấy người Cộng sản Việt Nam lại còn móc thêm một câu là nhà nước quản lý. Đất đai đã thuộc về toàn dân rồi, lại không cho dân sử dụng, mà nhà nước phải quản lý, nhà nước phải nắm lấy cái quyền chia xác đất đai, nắm lấy cái quyền phân định đất đai thuộc về ai, chia xác như thế nào, cho vay, cho mượn, cho mướn ra làm sao. Thì đấy là cái bằng chứng cụ thể trong những cái năm vừa rồi đã xảy ra những cái vụ tranh chấp về đất đai, những vụ đàn áp người dân ở Văn Giang, ở Tiên Lãng, cũng như là ở tỉnh Nam Định, nhiều vụ tranh chấp đất đai, nhiều vụ mà các cái nhà nước cộng sản đã chiếm đất đó để mà chia chác cho nhau, để mà gọi là mở mang các cái nền kỹ nghệ của đất nước. Thực sự ra các ông dành quyền cho các ông cán bộ địa phương toàn quyền sử dụng cái quyền đó để mà chiếm đất đai của người dân, thành ra mới gây ra những cái vụ gọi là những vụ cưỡng chế, những vụ đưa quân đội, đưa công an đến đàn áp người dân. Thì tất cả những cái vụ đất đai này Quốc hội đang thảo luận, và bây giờ phải làm sao để mà xác định lại cái quyền làm chủ của người dân đến cái mức độ như thế nào, và cái quyền của đất của nhà nước ở cái mức độ như thế nào, và phải chỉnh đốn lại cái quyền của các cái quan chức địa phương. Bằng chứng cụ thể là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã để cho các quan chức tỉnh cho Trung Quốc thuê đất 50 năm ở trên những cái vùng đất chiến lược của đất nước, cái vùng đất ở biên giới. Tất cả những cái điểm cao đó, nếu chẳng may xảy ra một cái vụ chiến tranh, thì những cái vùng cao đó là những cái vị trí chiến lược đặt trọng pháo của người Trung Hoa, sẽ nã xuống đồng bằng và sẽ tiêu diệt hết tất cả những cái công sự cũng như là tất cả cái nền kinh tế của Việt Nam. Đấy là một cái khuyết điểm, và người ta bây giờ người ta đang tìm cách sửa đổi lại cái vấn đề đó. Thành ra cái vấn đề gọi là đất đai thuộc về toàn dân, nhưng mà thật sự ra khi nào mà nhà nước Cộng sản vẫn còn tiếp tục kiểm soát, vẫn còn tiếp tục nắm lấy cái quyền quản lý đất đai, thì người dân làm gì có làm gì làm chủ, thưa anh. Như vậy thì chúng ta trở lại cái vấn đề là ai là cái người có cái thẩm quyền để mà kiểm soát cái sự thi hành của Hiến pháp Việt Nam, để kiểm soát cái sự vi phạm. Và khi như vậy đó, thì những cái luật định đối với người dân và đối với đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay đối với nhà nước Việt Nam thì sẽ có những cái quy chế như thế nào, vậy thưa ông? Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều luật, hiến pháp có, luật có rất nhiều luật đã nói rõ quyền kiểm soát đó là thuộc về toàn dân. Tức là dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Tức là họ tuyên truyền những cái khẩu hiệu đó. Thật sự ra dân biết rất nhiều, nhưng mà dân không được làm và dân không được kiểm tra. Bằng chứng cụ thể là như thế nào? Bằng chứng cụ thể là vấn đề tham nhũng thối nát ở trong quần máy nhà nước. Luật tham nhũng của Việt Nam có từ năm 2005. Tham nhũng Việt Nam mỗi ngày mới chồng chất lên. Cái ủy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban, và bây giờ đã bị mất chức, trao cái chức đó, lấy cái chức đó, trao quyền lại cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái vấn đề đặt ra là liệu có giải quyết được vấn đề tham nhũng hay không? Tham nhũng không giải quyết được. Thế quyền kiểm soát của người dân không dám kiểm soát. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam đi vào Sài Gòn sau cái kỳ hội nghị lần thứ 6 vừa rồi để mà nói chuyện với người dân và kêu gọi người dân hãy can đảm để mà giúp nhà nước kiểm soát vấn đề tham nhũng, đi tố cáo những kẻ tham nhũng. Người dân nói như thế này, người dân nói rằng là chúng tôi không có dám tố cáo là vì chúng tôi bị trù dập, và ông Trương Tấn Sang nhìn nhận là có những cái tình trạng trù dập đó. Và ông Trương Tấn Sang nói rằng là chỉ có thể trù dập được một người, nhưng mà không trù dập được toàn dân và không thể nào trù dập được cả đất nước và cả quân đội. Ông Trương Tấn Sang nói dễ lắm, nhưng mà không có ai người dân nào dám làm cái chuyện đó. Là vì nếu có người dân nào mà dám làm cái chuyện đó là bị tham nhũng cắt cổ ngay lập tức. Thành ra cái vấn đề tham nhũng nó mới càng ngày nó mới đẻ ra như rươi ở Việt Nam. Đấy là cái vấn đề mà gọi là cái quyền kiểm soát của người dân hay là quyền giám sát của người dân. Họ bày đặt ra cho nó có một cái hình thức nghe thì rất là kêu lắm, nhưng mà thật sự thực tế không có một cái
ảnh hưởng gì đối với nhà nước, đối với các quan chức cán bộ của nhà nước. Đấy là cái vấn đề kiểm soát mà tôi cho là kiểm soát là một cái sự mơ hồ, không có ích lợi gì cho người dân cả. Xin được cảm ơn ký giả Phạm Trần. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Những vấn đề Việt Nam của chúng tôi và ký giả Phạm Trần. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn ký giả Phạm Trần. Vâng, cảm ơn anh Nhân và xin cảm ơn quý vị khán giả của SBTN.